dồi ơi, ông Hoàng. Ông đem về cả một đống thứ của nợ gì đây, hả? Này nhá, Tết nhất phải chi ra bao nhiêu là thứ? Tiền điện, tiền nước, tiền quà Tết biếu xén, rồi tiền quê nội, quê ngoại. Bây giờ ông khuân cả một đống thứ linh tinh này về, ông thà giết tôi đi còn hơn. Không, 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 không. Đây, anh nói cho vợ nghe. Tất cả các sản phẩm này anh mua ở Hoàng Hà Mobile. Bình thường ở đây ấy, giá đã thấp hơn so với giá thị trường là từ 15-20%. Thế nhưng mà đợt này Tết đến xuân về, tất cả các sản phẩm về công nghệ đều được sale. Hơn thế nữa, lại còn được free ship toàn quốc, giao hàng tận nhà nữa cơ. Đây đây, đầu tiên ấy, món to nhất này chính là máy lọc không khí khử mùi gia đình cực kỳ hiệu quả. Từ nay em nấu ăn ấy, không còn lo nhà cửa bị ám mùi, giữ không khí nhà mình luôn trong lành, sảng khoái. Còn đây là con robot hút bụi. Anh thương vợ suốt ngày phải lau lau chùi chùi. Kể từ bây giờ ấy, có con robot này rồi, vợ không phải động tay động chân vào cái đám chổi lau đấy nữa. Lực hút cực mạnh, cực kỳ thông minh, thân thiện với gia đình, mà lại còn tích hợp khả năng điều khiển trên điện thoại nữa. Nhưng mà còn gì đấy? À, đây là món quà Tết anh dành riêng cho vợ. Bởi vì ấy, anh để ý vợ đang dùng con laptop cũ quá, với lại là lại dùng cái tai nghe có dây vướng víu quá. Thế nên ấy, anh tặng vợ con Mi Pad và đôi tai nghe không dây của Xiaomi để giúp vợ thuận tiện hơn cho công việc. Khiếp, tự nhiên hôm nay lại tâm lý thế. Tất cả các sản phẩm này đều từ thương hiệu Xiaomi. Mình mua thì mình phải mua đồng bộ để nó tạo thành một hệ sinh thái. Bây giờ thì em chỉ cần ngồi một chỗ ấn nút, thế là nhà cửa sạch sẽ, Tết này nhàn tênh. Hay nhỉ? Thế mà anh cũng nghĩ ra. Anh làm em hơi bị bất ngờ đấy. Hay thì thưởng cho anh đi. Đi, chỉ thế là nhanh thôi. Thế, còn cái gì trông như điện thoại thế kìa? Chuyện là cái điện thoại của anh nó bị chai pin rồi, thế nên là anh đổi cái điện thoại mới. Con Xiaomi 11 Lite 5G NE này pin cực trâu, mà sạc lại cực kỳ nhanh. Gớm ạ. Ông muốn mua cho ông thì ông cứ nói tuẹt ra, vẽ chuyện. Thì vợ có quà rồi, chồng phải có quà đón Tết chứ lại. Vợ nhỉ? Thôi được rồi, nghe thì cũng có vẻ xuôi tai đấy. May cho ông là ông còn biết đường ra Hoàng Hà Mobile mua nhá. Địa chỉ uy tín, sản phẩm chính hãng, mà giá cả lại phải chăng, cho nên tôi mới tha cho ông đấy. Thôi được rồi, từ nay ấy, cứ hàng gì là hàng công nghệ ấy, là anh ra ngay Hoàng Hà Mobile mua. Vợ yên tâm chưa?